cách điều trị mụn cám siêu hiệu quả ngay tại nhà. Là con gái, chắc hẳn không ai là không mong muốn mình có một làn da trắng hồng mềm mại phải không nào? Ấy vậy mà mấy em mụn cám đáng ghét cứ bám xiết lấy khuôn mặt càng ngày càng nhiều và không chịu biến mất, khiến bạn rất khó khăn trong công việc chăm sóc da, trang điểm, làm đẹp và mất tự tin với làn da của mình. Chính vì thế, Làm Đẹp Mỗi Ngày sẽ hướng dẫn các bạn mẹo trị mụn cám nhanh và hiệu quả ngay tại nhà. Mụn cám là loại mụn thường có màu trắng hoặc đen. Mụn cám thường mọc thành vùng, đặc biệt là khu vực lỗ chân lông hai bên cánh mũi và cằm. Mụn cám là loại mụn rất dễ điều trị trong tất cả các loại mụn, nhưng bạn không nên tự ý nặn mụn. Nếu nặn mụn không đúng cách, làn da của bạn sẽ bị thâm, khiến da bạn xấu và rất mất thẩm mỹ. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên mụn. Có thể là do da không được vệ sinh đúng cách, hoặc là do lỗ chân lông bị tắc nghẽn và các tế bào chết da ứ đọng lại không được loại bỏ hoàn toàn. Thậm chí, stress, mất ngủ gây rối loạn nội tiết tố cũng làm tăng quá trình tiết bã nhờn, cũng là một trong những nguyên nhân gây nên mụn cám cũng cần phải kể đến. Vậy, hãy cùng Làm Đẹp Mỗi Ngày tìm hiểu các cách trị mụn cám đơn giản tại nhà. Trị mụn cám bằng chuối. Chuối là một loại quả gần gũi, quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, song ít ai lại biết rằng chuối còn có thể dùng để trị mụn cám rất tốt. Tính sát khuẩn và làm se tự nhiên trong vỏ chuối sẽ làm dịu các mụn đang sưng, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, giúp mụn nhanh chín hơn để lấy đi nhân trắng bên trong. Sau khi mụn biến mất, da cũng không còn vết thâm. Bí quyết trị mụn cám bằng chuối này được dân gian rất ưa dùng bởi tính hiệu quả mà không hề tốn kém chi phí. Cách thực hiện như sau. Bạn hãy dùng 20g bột mì, một lòng trắng trứng và một quả chuối xay nhuyễn trộn lẫn vào nhau. Lấy hỗn hợp này thoa đều lên vùng da bị mụn khoảng 20-30 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh. Thực hiện đều đặn hàng ngày với biện pháp này. Sau 3 ngày, bạn sẽ bất ngờ vì lượng mụn trên mặt giảm đi đáng kể. Đến ngày thứ 4, gần như những lớp mụn cám đã biến mất hoàn toàn. Dùng chanh tiêu diệt mụn cám. Cách thứ nhất, sau khi rửa mặt sạch, dùng nước cốt chanh thoa lên vùng da bị mụn, để qua đêm, sáng mai rửa mặt bằng nước ấm sẽ thấy rõ hiệu quả của nó. Cách thứ hai, dùng một thìa nước cốt chanh trộn đều với một thìa mật ong, thoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng 10-15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện 3 lần một tuần sẽ có tác dụng ngăn ngừa, điều trị mụn cám hiệu quả. Dùng cây nha đam trị mụn cám. Cách thứ nhất, bạn lấy nha đam, rửa sạch, gọt vỏ, cắt thịt nha đam thành những lát mỏng, đắp lên mặt khoảng 15 phút. Sau đó, massage nhẹ nhàng cho da mặt 3-5 phút, rồi rửa mặt sạch với nước ấm. Bạn sẽ có một làn da sáng đẹp và sạch mụn sau vài lần sử dụng. Cách thứ hai, nha đam và mật ong. Dùng 50g nha đam làm sạch, thái nhỏ trộn với 10g mật ong, cho vào máy xay, xay nhuyễn. Dùng hỗn hợp này massage lên mặt và thư giãn 30 phút, rồi rửa mặt sạch với nước ấm, thực hiện 3 lần một tuần. Cách thứ 3, nha đam và nước vo gạo. Dùng 50g nha đam, ép lấy nước trộn với phần lắng xuống của nước vo gạo, thoa lên mặt trước khi đi ngủ, để nguyên như thế đến sáng hôm sau. Rửa mặt thật sạch, bạn sẽ thấy ngay tác dụng của nó. Nhưng trước khi thoa hỗn hợp lên mặt, bạn phải đảm bảo da mặt bạn sạch, thông thoáng đấy nhé. Nếu không, sẽ phản tác dụng và khiến bạn bị mụn nhiều hơn nữa đấy. Trị mụn cám bằng lá bạc hà. Bạc hà là loại thảo dược rất tốt cho hệ tiêu hóa, chữa trị các bệnh đường ruột, cảm sốt, giảm căng thẳng, mất ngủ, tốt cho răng, giúp lưu thông máu, tăng cường hệ miễn dịch, giảm đau, trị gàu. Ngoài ra, đây còn là loại thần dược giàu axit salicylic, là cách trị mụn trứng cá hiệu quả và nhanh chóng, không gây kích ứng đối với tất cả các loại da. Chuẩn bị: lá bạc hà tươi, bột nghệ hoặc nước hoa hồng, nước ấm. Cách thực hiện: bước 1, rửa mặt sạch với sữa rửa mặt hàng ngày. Bước 2, xay nhuyễn lá bạc hà, sau đó đổ ra bát trộn đều với bột nghệ hoặc nước hoa hồng và một ít nước ấm. Thoa hỗn hợp này lên mặt trong vòng 15-20 phút. Nếu mụn cám nhiều, bạn sử dụng hỗn hợp này đắp mặt qua đêm. Bột nghệ có tính kháng khuẩn tự nhiên, làm se vết thương, trị các loại trứng cá thông thường. Thực hiện đều đặn 1 tuần 2 lần với công thức đắp mặt nạ bạc hà và bột nghệ
bạn sẽ có khuôn mặt sạch mụn cám hoàn toàn. Trị mụn cám bằng vỏ cam. Vỏ cam được coi như là thần dược đối với da dầu, nhờ khả năng cân bằng độ dầu của da, giúp làn da trở nên mềm mại, mịn màng và tươi trẻ. Các hạt trên vỏ cam khô có công dụng như các chất tẩy tự nhiên, giúp loại bỏ các tế bào chết và mụn đầu đen, mụn trứng cá một cách nhẹ nhàng tự nhiên, mang lại cho làn da vẻ trẻ trung. Ngoài ra, vỏ cam cũng giúp làm mờ các vết nám và tàn nhang trên da. Nhờ đặc tính làm sạch, chống viêm, chống nấm và kháng khuẩn, vỏ cam giúp phòng chống mụn mủ và mụn trứng cá hiệu quả. Vì thế, sử dụng vỏ cam để làm mặt nạ dưỡng da là một trong những cách trị mụn hiệu quả. Các loại mụn như mụn đầu đen, mụn cám, mụn đầu trắng hay mụn trứng cá đều có thể được xử lý nhờ tính năng trên của vỏ cam. Bên cạnh đó, vỏ cam còn giúp se khít lỗ chân lông thì kết hợp với một vài nguyên liệu có tính năng chăm sóc da mụn như mật ong, bột nghệ hay sữa tươi. Đặc biệt, vỏ cam có khả năng thấm hút lượng dầu thừa trên da, do đó mặt nạ vỏ cam là câu trả lời chính xác cho những chị em muốn tìm cách chăm sóc da nhờn và mụn hiệu quả. Cách tiến hành trị mụn cám bằng vỏ cam như sau. Đầu tiên, bạn nghiền, xe nhỏ vỏ cam. Sau đó, bạn trộn cùng với một ít nước khoáng để tạo thành một hỗn hợp. Tiếp theo, bạn dùng hỗn hợp này và có thể đắp lên trên mặt hay những vùng da cần trị mụn đầu đen hay trị mụn trứng cá. Tiếp theo, bạn chờ khoảng 20 đến 30 phút. Bạn có thể áp dụng cách trị mụn cám bằng vỏ cam kết hợp với các nguyên liệu sau đây. Nguyên liệu cần chuẩn bị. Vỏ cam được lấy từ một quả cam. Một thìa cà phê mật ong hoặc dầu dừa nguyên chất. Một thìa cà phê tinh bột nghệ. 3 thìa cà phê sữa tươi không đường. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên, chị em xay nhuyễn hoặc băm nhuyễn vỏ cam. Tiếp theo, bạn cho hỗn hợp vào và trộn đều thành một hỗn hợp sền sệt. Sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, bạn đắp hỗn hợp này lên da mặt hoặc nơi da cần trị mụn trứng cá hay trị mụn đầu đen. Bạn chờ khoảng 20 đến 30 phút. Cuối cùng, bạn rửa lại mặt bằng nước ấm. Bạn thường xuyên áp dụng công thức trị mụn trứng cá và mụn cám tại nhà này khoảng một lần một tuần. Trị mụn cám từ khoai tây. Cách thứ nhất, dùng nước ép củ khoai tây. Massage nhẹ nhàng lên mặt 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm, nước lạnh luân phiên sẽ cho hiệu quả rõ rệt. Cách thứ hai, kết hợp khoai tây và chanh. Làm sạch, gọt vỏ một củ khoai tây, cắt thành những lát mỏng, nhúng qua nước cốt chanh và đắp lên mặt khoảng 20 phút rồi rửa mặt sạch với nước ấm. Trị mụn cám từ lòng trắng trứng gà. Đánh tan lòng trắng trứng với một vài giọt nước cốt chanh. Rửa mặt sạch. Sau đó, xông hơi mặt với nước ấm 10 phút để da mặt thông thoáng, lỗ chân lông được giãn nở. Tiếp tục dùng tấm mặt nạ nhúng vào hỗn hợp chanh và lòng trắng trứng và đắp lên mặt. Bạn để đến khi mặt nạ khô hoàn toàn, dùng tay nhẹ nhàng lột mặt nạ ra thì mụn cám và mụn đầu đen sẽ theo mặt nạ đi ra ngoài rất dễ dàng. Sau đó, rửa mặt sạch và thoa kem dưỡng ẩm cho da. Các bạn chú ý thực hiện một lần trên một tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Trị mụn cám bằng đá viên làm từ nước chè xanh. Bạn nấu 1 lít nước với 100g lá chè xanh để có nước chè đặc, để nguội, sau đó cho vào khay làm đá để đông thành những viên đá nhỏ. Sử dụng đá làm từ nước chè xanh trà sát lên vùng da bị mụn mỗi ngày 30 phút để có tác dụng diệt khuẩn, se khít lỗ chân lông và đánh bay mụn cám rất hiệu quả. Trị mụn cám bằng lá trầu không. Lá trầu không là bài thuốc trị mụn cám tuyệt vời và rất an toàn để áp dụng tại nhà. Chỉ với 3 lá trầu không, mụn cám không còn là nỗi lo của bạn nữa. Bạn cũng không cần phải uống thuốc kháng sinh hay đi tới các trung tâm chăm sóc sắc đẹp với những liệu trình điều trị gây tốn kém. Công dụng ưu việt nhất của lá trầu không chính là khả năng diệt khuẩn và thu nhỏ lỗ chân lông. Dùng lá trầu không đều đặn, sau một thời gian, bạn sẽ thấy làn da càng trở nên mịn màng và sạch mụn cám. Bạn chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn dưới đây là được. Bạn lấy 3 lá trầu không, rửa thật sạch và dùng tay vò nát, rồi ngâm vào ly nước nóng. Cứ ngâm lá trầu không cho đến khi nguội. Khi nước trầu không nguội, bạn dùng nước này để rửa mặt khoảng 3 đến 4 lần mỗi ngày. Chú ý đặc biệt ở hai vùng da bên cánh mũi, trán và cằm. Đây là những vùng da nhiều dầu, dễ gây nên mụn cám. Làm 2 lần một tuần
bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng chầu không. Nếu rửa mặt với nước lá chầu không quá nhiều, sẽ làm da trở nên bị khô đấy bạn nhé. Để ngăn ngừa mụn cám quay trở lại, bạn nên cố gắng thực hiện những điều sau đây. Không sờ lên mụn bằng tay, vì vi khuẩn trên tay có thể làm vấn đề trở nên thêm nghiêm trọng hơn. Không nặn và lột mụn, vì sẽ gây sẹo và làm lỗ chân lông bị rộng hơn. Có chế độ ăn uống lành mạnh. Uống nhiều nước mỗi ngày, từ 2 đến 2,5 lít nước một ngày. Trong thực đơn ăn hàng ngày, cần giảm lượng đường, muối, đồ rán, thức ăn nhanh, soda và một số thực phẩm gây hại cho dạ dày. Tăng cường ăn rau xanh, thịt nạc, nước ép trái cây, đặc biệt là nước chanh, nước cam có tác dụng hỗ trợ điều trị mụn cám từ bên trong rất hiệu quả. Giữ cho tinh thần thư giãn, thoải mái, hạn chế lo âu, phiền muộn sẽ là môi trường thuận lợi để mụn hình thành và sinh sôi nảy nở. Không thức quá khuya, tốt nhất là nên đi ngủ trước 23 giờ để da có điều kiện tái tạo theo đúng nhịp sinh học của cơ thể. Tập thể dục đều đặn mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và tăng khả năng giải độc của cơ thể. Trên đây là những mẹo trị mụn cám nhanh và hiệu quả ngay tại nhà. Chỉ trong một thời gian ngắn, bạn sẽ có được làn da mịn màng, sạch mụn như ý muốn. Các bạn có thể lựa chọn cho mình một hoặc một vài loại mặt nạ phù hợp và thực hiện luân phiên xen kẽ để cho kết quả tối ưu, và đặc biệt là phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và điều trị mụn cám từ bên trong nhé, sẽ rất hiệu quả đấy. Chúc các bạn gái luôn xinh tươi, rạng rỡ mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn subscribe để đón nghe những video mới nhất từ channel Làm Đẹp Mỗi Ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.